Ngày mai nhà tớ mở tiệc mừng tớ đi thi thổi sáo được nhất huyện về, thế nên là mời các cậu đến dự nhé. Mẹ con nhà thằng này tính khoe khoang như nhau, mời mọi người đến để ra vẻ ấy mà. Đã thế thì dạ mời mọi người vào ạ. Dạ con em được mỗi cái đẹp trai tài giỏi thôi ạ. Dạ mời thầy ạ. Tưởng thổi sáo thế nào, ngang phè phè, đến trâu bò nghe nó cũng phải sợ. Cái thằng chơi đánh này, mày làm nhục mặt tao à?